Còn tại Nhật Bản, câu lạc bộ Yokohama đã bước vào trận đấu thứ tư tại J-League 1 mùa giải 2023. Tuy nhiên, trái ngược với những kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa được ra sân. Ở cuộc so tài giữa Tokyo và Yokohama trong khuôn khổ vòng 4 J-League 1 vào chiều ngày 12 tháng 3, Công Phượng vẫn chưa được điền tên vào danh sách thi đấu. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp tiền đạo người Nghệ An không được sử dụng ở đội bóng mới. Trước đó, Công Phượng cũng chỉ được huấn luyện viên Shuhei Yomoda đưa vào danh sách dự bị tại J-League Cup. Với diễn biến trên, mục tiêu chơi ít nhất 25 trận cho Yokohama ở mùa giải năm nay sẽ rất khó hoàn thành với tiền đạo người Nghệ An.